Ôi ngoài trong chuồng ngoài kia mà. Cho nó dùng mỏi rồi, ngoài nó hỏi. Ý, nè lụm trái vô đủ vô. Má, trái vô đủ kìa. Con cầm đi má. Cầm con thôi. Cầm đem đi rửa. Gọt cái đầu đi. Coi nó chín chưa. Chín đỏ luôn. Tôi cũng thầm ăn luôn. Cái này không phải trái đu đủ đâu. Nhìn đám giấy trái lê kia ma quá. Trái đu đủ. Có trái nào mà. Ủa không có hạt. Tôi mẹ ba mẹ. Con ăn thử nha. Cứng quá mẹ. Cứng quá. Mẹ ăn thử. Nó ăn phần đít à? Nó ăn phần đầu á. Nó ăn phần đầu á. Ăn phần đầu. Nó giòn, nó cứng. Ừ. Ngon. Ngon.